Tâm sự buồn, niềm thương nhớ mãi không nguôi. Tôi và các anh, các bạn là những đứa con của mẹ miền Nam một thời chiến tranh binh lửa. Chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trong sự hướng dẫn và giáo dục của một nền tảng đạo đức từ trong gia đình, một xã hội văn minh đầy tính nhân văn, nhân bản và nhân ái. Chúng ta là những đứa con có trí thức, hiếu thảo của mẹ và ưu tú của miền Nam một thời. Nhưng hỡi ôi, bối cảnh lịch sử nghiệt ngã của đất nước và lòng người ngu dốt hẹp hòi, nên hàng hàng lớp lớp thân phận chúng ta đã phải rơi vào vòng lao lý khổ sai một cách oan uổng, tức tưởi cái gọi là tù cải tạo. Và đau lòng hơn hết là những hệ lụy mà mẹ già của chúng ta phải chịu đựng nhiều năm dài chặng cuối đời trong mòn mỏi đời chờ hình bóng con yêu dấu đang biền biệt trên núi cao. Cái gọi là cải tạo đầy oan khiên nghịch lý vô nhân đạo. Phải nói rằng đây mới là cảm giác khủng khiếp nhất của chúng ta, cho mãi tới hôm nay khi nghĩ tới. Hình bóng mẹ già thân yêu lội suối trèo non đi thăm con, vẫn mãi còn in dấu khắp núi đồi Ái Tử, Bình Điền, Cồn Tiên, và mãi mãi hiện hữu trong tim của chúng con, dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, và nay mẹ không còn nữa trên thế gian này. Dưới đây là tâm sự của tôi, đã viết và tự đọc không biết bao nhiêu lần để có cảm giác như được sống lại với mẹ. Không riêng gì tôi, mà là những người mẹ tội nghiệp của chúng ta chung một số phận, cảnh ngộ. Xin chia sẻ cùng các bạn. Mẹ tôi. Từ tấm bé, tôi đã bao lần in dấu hình ảnh mẹ ngồi khóc bên giường mỗi khi tôi bệnh. Ngày tôi đủ 19 tuổi, tình nguyện vào lính cũng thế, mắt mẹ đầy ngấn lệ. Rồi sau 75, miền Nam bị bức tử và tôi ngồi tù cộng sản 7 năm. Mẹ đã mỏi mòn không còn nước mắt đâu để mà khóc. Đến lần tiễn đưa gia đình tôi qua Mỹ diện HO, đành bỏ lại mẹ già cùng túp lều tranh nơi vùng kinh tế mới Phạm Văn Hai. Khốn khó nhưng đầy ắp kỷ niệm. Cả gia đình tôi và mẹ đều khóc. Mẹ nói, lần này thì thực sự xa rồi. Mẹ tôi lại bơ vơ trong niềm vui pha lẫn nước mắt. Mẹ cũng lại khóc. Đúng vào đêm Noel năm 2000, mẹ đã một mình qua thăm gia đình tôi ở xứ đồ núi Phia Lập, Băng Giá vào lúc tuổi già đã 86. Rồi sau một cơn bệnh nặng phải nằm viện 10 ngày, sức khỏe của mẹ tôi trong tiều tụy thấy rõ, nằm liệt giường gần 2 tháng. Một tay vợ tôi ngọc như săn sóc, ngày đêm rù rì trong phòng với mẹ. Một hôm, ngồi nhìn ra cửa sổ tuyết phủ trắng xóa, xa xa là hàng thông rủ bóng im lìm, mẹ tôi lại nhớ bao chuyện xưa, những chuyện buồn gặm nhấm thấu tim gan về cuộc đời mẹ, nhất là thời gian trước lúc tôi ra đời, ánh mắt mẹ xa vắng. Vào năm Ất Dậu 1945, ba mẹ tôi bỏ làng An Hạ ra đi. Lúc đó, chị đầu tôi mới 5 tuổi, anh kế lên 3 và chị thứ ba vừa tròn 5. Mẹ tôi tay dắt tay bồng, đứa nhỏ nhất còn được quấn cái khăn. Anh chị nó thì mình trần, mẹ tôi mặc bộ đồ đen cũ rích để che thân, chằng chịt những miếng vá. Còn ba tôi, chỉ độc nhất cái quần đùi gánh vài thứ lỉnh kỉnh đi theo sau. Điểm đến là nhà bác Cán, bạn lính khố xanh xưa với ba. Sống ở ven hồ Tịnh Tâm có vườn rộng, bác Cán gái mang tiếng ác mồm ác miệng, nhưng lòng Bồ Tát không ai bằng. Bác là người mở đường mách nước, trước mắt là đã hứa sẽ cho gia đình rách nát của ba mẹ tôi tạm dung thời gian đầu nơi nhà bác. Lúc bấy giờ tôi vẫn chưa ra đời, và hôm nay đang ở xứ người. Hình ảnh người mẹ già vô vàn yêu quý bên khung cửa sổ, nhìn tuyết rơi và câu chuyện lòng đầy nước mắt, mẹ kể mà tôi nhớ mãi, nhớ mãi. Sáng hôm đó, sương mù dày đặc, che khuất cả cánh đồng nghĩa địa. Mẹ tôi đánh thức bầy con dậy từ lúc tinh mơ để chuẩn bị, hối hả đi thật sớm cho kịp lên Huế và tới được nhà bác Cán trong ngày. Toàn đi bộ, đồ ăn mang theo, độc nhất một rổ nhỏ khoai lang,
mà dân làng đã nấu chín từ đầu hôm để đại đàn tiễn đưa lần cuối. Trên đường đi, khi ngang qua làng giếng đại, mẹ tôi kể, có một bác nông dân đang cuốc đất bên bờ đê, đã chống cuốc đứng nhìn theo lắc đầu, rồi lấy xuống chiếc nón lá đang đội đem cho mẹ tôi. Bác cởi luôn chiếc áo ngắn tay đang mặc quàn phủ người chị tôi và nói, giữa đông giữa ruộng, ôn không có chi để mà chó hết. Nguyên văn lời mẹ tôi kể. Rồi bác đề nghị nuôi giúp bớt thằng con, sau này nếu còn sống trở về, sẽ cho nhận lại. Mới 3 tuổi đầu, anh tôi đã hiểu được ý, ôm cứng lấy mẹ tôi khóc ré lên. Tất nhiên, ba mẹ tôi dù khốn khổ cỡ nào, làm sao bỏ lại một khúc ruột. Thân thế mẹ tôi thật ra đâu có tệ, cũng xuất thân dòng dõi trăm anh. Bốn chị em gái một thời sắc nước có tiếng ở Hà Tĩnh. Ông ngoại tôi có chữ nghĩa, rất giỏi tiếng Pháp, nhưng không may mất sớm. Mẹ tôi phụ bán quán ăn với bà ngoại ở vậy nuôi con. Trước khi lấy ba tôi, mẹ đã có một mối tình đầu thầm lặng với một sếp trẻ sĩ quan tên là Kiểm. Ông ta thường đến quán ăn trưa. Nhưng do một lời hứa, bà ngoại đã gả cho ba tôi. Mẹ nghe đau trong tim nhưng chỉ biết im lặng, không dám hé nửa lời. Sau này, mẹ tôi đi bán hột vịt lộn đêm ở Huế. Có một lần tình cờ gặp lại. Lúc đó, bác Kiểm đã là cấp tá Việt Nam Cộng Hòa. Ngồi trên xe Jeep kêu mua, mẹ nhận ra nhưng đã kịp kéo sụp chiếc nón lá, giấu đi thân phận. Chuyện tình này mẹ chỉ kể cho con dâu Ngọc Như khi tôi đang cải tạo trên núi. Vợ tôi có hỏi thêm, mẹ chỉ cười hóm hỉnh. Thì lúc đó cũng buông chữ, mà mốt còn giảm hẻ răng. Tội nghiệp người mẹ của tôi. Lấy chồng rồi thì phải theo chồng, lên non xuống biển cũng phải theo. Mẹ tôi đã khóc hết nước mắt khi phải từ giã miền Bắc Hà Tĩnh, quê hương của mẹ, để cùng ba vào Nam trên chuyến tàu hỏa định mệnh, bỏ lại xóm làng, tất cả người thân, ruột thịt, đấng sinh thành và sau đó hoàn toàn bặt vô âm tính khi đất nước bị chia đôi. Lắm lúc tuổi thân, mẹ hay lẩm bẩm chuyện xưa như tự kể cho riêng mình để tìm về quá khứ mà vơi đi nỗi nhớ. Tôi còn bé quá, nào có hiểu gì đâu. Chỉ thấy mắt mẹ rưng rưng đồng lệ mà thấy buồn và cũng khóc theo. Mẹ nói, mẹ quá thương ngoài nở. Nhắc tới nhắc lui hoài từng câu nói, đã thành khói thành sương của ông bà ngoại, cậu út, mấy gì, mẹ lại kể. Không biết bao nhiêu lần rồi, chuyện người anh rể xếp bồn thổ xa xưa nào đó của mẹ đã chăm sóc thầy u như thế nào. Giọng mẹ xa vắng, thiết tha. Người chi mà đức đồ quỷ hỏa. Tôi ngồi nghe và chỉ biết mường tượng trong đầu những việc xảy ra. Nghe nói bên họ nội của mẹ tôi là đạo dòng chính thống, gia phong nề nếp lắm. Nhưng từ lâu rồi mẹ đã quên hẳn. Mẹ theo ba và thờ Phật Bà Quan Âm. Tên đúng của mẹ tôi thật ra là Lê Thị Trung. Nhưng vì quá thương nhớ dì Út em gái kế, nên mẹ đã lấy luôn tên hậu của dì làm tên mình khai trong giấy tờ cho tới ngày mẹ tôi qua đời ở tuổi 99. Nói một chút về ba tôi, ông luôn canh cánh bên lòng cảm giác có lỗi với mẹ tôi, nên thường hay tâm sự, nói ra hết bụng dạ của mình với mẹ. Tôi nghe mà buồn đến tê tái, và với nụ cười nửa miệng hiền hòa, ba tôi nói, trông rắn sau ni mình chết trước để túi con lo được tươm tất cho mình. Ý nói mẹ tôi đơn chiếc, ba còn có làng nước. Vậy mà, ba đã đành đoạn bỏ lại mẹ tôi và các con đi đêm mồng 9 Tết ta năm 76. Sau bữa cơm tối độn khoai, ông đi vội vã không một lời từ giã trăn trối. Gục chết khi trên tay còn đang ôm chặt đứa cháu nội 7 tháng tuổi, con gái đầu lòng của tôi. Lọt lòng mẹ khi cha đang cải tạo trên núi. Vợ tôi lên thăm, kể lễ. Sau ngày ba mất, hằng đêm vẫn thường thấy mà một mình đứng bên bàn thờ khóc tẩm tức. Hai mẹ con, hai nỗi u sầu thời cuộc tựa lưng nhau, có bao đêm mưa rả rích, hai mẹ con cùng quệt nước mắt và quay mặt hướng về con bé Ngọc Phương, mà ba tôi đã đặt tên, mũm mĩm lớn dần để tìm niềm vui mà sống tiếp. Và rồi sau cái ngày giải phóng 30 tháng 4 đen tối,
Nam Bắc giao thương. Mẹ tôi được tin về dòng họ của mình, cả bên nội lẫn bên ngoại đều tiêu tán, mồ mả cũng thất lạc. Bà ngoại tôi mất năm 1969. Anh Cương, con trai đầu, bị mất tích trong hầm mỏ. Chị cả và người anh rể, xếp bồn, em gái út hậu của mẹ cũng mất tích trong chiến tranh. Chỉ còn lại dì Tự, chị kế của mẹ, và vợ chồng cậu Mợ Sáu, cậu út. Không có con cái và độc nhất anh Hằng, con dì Tự. Kể như tàn, cây héo chỉ còn trơ lại mấy cành, mà gặp lại nhau cũng không mấy đậm đà. Cậu Sáu đã không còn nói chút chi về bà ngoại, mà cứ oan oan, khoe mình có tới mấy mươi năm tuổi đảng. Còn dì Tự thì thao thao cái chất giọng Hà Tịnh đặc sệt, cái gì cũng nhờ ơn bác. Thế là hết. Còn chút chi nữa để níu kéo, hoài mong. Mẹ nghe mà đau nhói trong lòng. Nghĩ tới thằng con út phi công đang héo hắt trên núi cao, mẹ càng lạnh lùng và quá ngao ngán. Hai chị em Nam Bắc sum họp, gặp lại nhau sau mấy chục năm ngăn cách, nhưng niềm vui đoàn tụ đang ở đâu đâu, vẫn xa lơ xa lắc. Rõ ràng, cái ý thức hệ chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai đã cướp đi hết mọi thứ. Về phần tôi, sau 7 năm tù đầy khổ ải, bị đưa ra tận ngoài Bắc, cuối cùng, tôi cũng được thả về vào đầu năm 1982. Căn nhà ở Huế lúc bấy giờ đã bị mất vào tay ông chú họ từ miền Bắc vô. Xóm Thượng Thành cũng tan nát. Tôi dắt díu vợ con, luôn cả người mẹ già, đi vùng kinh tế mới vô Nam. Ông cậu và bà dì cùng người anh bạn dì rừng rú, lại nhà cao cửa rộng nằm ngay giữa Sài Gòn, chẳng ai có một lời an ủi hỏi han. Vậy mà lúc ông ta chết, mẹ tôi lại dạy rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Hai anh em tôi phải đến thọ tang, mặc áo chế đóng vai trưởng nam để sưởi ấm hồn vía cậu. Cũng là tỏ rõ cho cậu biết về một miền Nam nhân bản ra sao khi cậu gặp lại cha già dân tộc của cậu. Qua bao thăng trầm, tôi cũng đã đọc được nhiều trăn trở hoài mong trong đôi mắt già nua của mẹ. Buồn lắm cho vận nước nổi trôi. Nhưng mẹ ơi, con xin mẹ yên lòng. Sớm hay muộn sẽ thay đổi thôi. Vì lẽ phải và lẽ thật luôn là chân lý bất diệt. Ba tôi và thời cuộc. Khi các con tôi chào đời thì ba tôi đã không còn nữa trên thế gian này. Chị duy nhất đứa cháu gái nội đầu sanh ra lúc tôi đang cải tạo trên núi và được ông nội một mực yêu thương. Vẫn còn được ẵm trên đôi tay khi ông nội trút hơi thở cuối cùng lúc chị mới 7 tháng tuổi. Ánh mắt ngây ngô, mở to nhìn ông nội chết. Nghe kể rằng, tôi chào đời ở nhà thương nhỏ. Lúc bấy giờ ba tôi 45 tuổi và chính hai bàn tay ông đã ẵm tôi đi bộ từ cửa Đông Ba về tới nhà. Mẹ tôi theo sau. Từ đó cho tới lúc tôi 19 tuổi vô lính, thằng bé chưa bao giờ được hưởng một ngọn roi nào, ngay cả một lời dọa nạt từ nơi ba, để nhớ đời cũng không có, dù rằng tôi đã bao phen làm buồn lòng ba. Mẹ tôi đi bán nón dạo suốt ngày ngoài chợ Đông Ba. Anh tôi làm việc tận trong Nam. Hai chị đi lấy chồng. Tôi vẫn là thằng bé, chỉ biết ăn và đi học. Vì cách xa tuổi của anh chị, ba vừa làm thợ mộc trong nhà, vừa lục đục nấu cơm. Vậy mà tôi còn chê ngon chê dở, còn khó chịu bực mình mỗi lần nồi cơm trắng cứ thả khoai khô trộn chung. Ông trời ơi, ngày đó tôi đâu biết là ăn độn. Ba thì cứ ngậm thinh mà phủi phủi từng hạt cơm rớt xuống chén cơm của tôi và lụm từng lát khoai dằn bụng. Trong xó bếp chỉ có hai cha con. Thế rồi tôi vừa đủ trí khôn, vừa ham mây trời, vừa yêu tổ quốc. Nhất là tận mắt chứng kiến cảnh đào tìm xác người bị Việt Cộng chôn sống ở làng Sam quê nội. Đậu tú tài xong là tôi bỏ trường bỏ lớp, tình nguyện gia nhập không quân. Biết không thể ngăn cản, mẹ tôi thì khóc, ba trầm ngâm. Rồi cả ba và mẹ cùng lên tàu lửa tiễn chân tôi tới Đà Nẵng. Mùa thu năm 1974, tổ chức đám cưới cho tôi với cô bé hàng xóm. Nâng ly chúc mừng, ba tôi mới nhận ra anh Suy Gia lính biệt kích xưa kia cũng đã từng ở cùng đơn vị. Buổi tiệc càng thêm vui. Ngày rước dâu có cả biệt đội F5 lừng danh từ Đà Nẵng đi trực thăng Chinook R-30
ra tham dự. Lúc bay trở về, trực thăng còn lượn vòng sát mái nhà, vẫy chào tạm biệt đôi vợ chồng mới cưới Phiếu Như. Tôi sung sướng với niềm vui hãnh diện, choáng ngợp hồn già 69 tuổi, ánh lên trong đôi mắt của ba tôi. Nào ai ngờ, chưa đến 10 tháng sau, cả miền Nam sụp đổ, gia đình tôi cũng tan tác theo, bao đau thương, mất mát. Mồng 2 Tết, Xuân Bính Thìn năm 1976, một ông già 71 tuổi, còn rất cường tráng, dù thiếu ăn, thiếu mặc. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng lên núi thăm thằng con út phi công đang cải tạo. Và rồi chỉ mấy ngày sau, gục đầu chết tức tưởi trong khi trên tay còn ẵm đứa cháu nội đầu lòng 7 tháng tuổi. Thời gian tiếp nối, vẫn tiếp nối. Đã 45 năm qua rồi mà nỗi đau vẫn còn nung mủ như hôm xưa. Hiện tại, con đã sắp xỉ tuổi của ba ngày đó. Vẫn cảm nhận được giây phút cuối cùng ba đã nghĩ gì trước khi nhắm mắt lìa bỏ thế gian. Tại sao mất cả ngày đường và thức dậy lúc 3 giờ sáng, chuẩn bị để đi thăm con, đến khi được nhìn thấy mặt con, chỉ không tới 5 phút ba đã đòi về ngay, và rồi mấy ngày sau thì lại ra đi vĩnh viễn. Tại sao 7 năm trời gian khổ của kiếp tù đầy và lâu hơn nữa con vẫn chịu đựng được, mà ba lại không chịu đựng nổi khi nhìn thấy con? Ba có biết không, đây là nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất và luôn ám ảnh con trong những ngày tù tội, là khi nghĩ tới người thân không chịu nổi những gì mình chịu đựng được. Phải chăng nước mắt luôn chảy xuống, mà từ ngàn xưa hay nói là ở điểm này, cũng như hiện tại tôi đang nghĩ về các con của tôi, dù chúng nó đã lớn khôn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tâm sự buồn của cựu trung úy phi công F5 Lê Phiếu về ba mẹ già đã khuất bóng của mình. Đêm đã khuya, sẽ tâm sự thêm với quý vị và các bạn sau nhé. Kính chào!